Ghê chưa. Rồi tao chết đây. Cái đầu cũng như là cái máy rung. Cái máy bắt xà. Không chữa được đâu. Chào các bạn nha. Hôm nay thì có một cái clip do thanh niên cây cú mà hôm bữa chế thiền đó, đua không lại người ta, hôm nay đòi đua lại nữa các bạn ơi. Các bạn coi video các bạn cũng thấy đó. Mình thắng mà các anh già cái chấm cho Dương với anh Phúc thắng. Các bạn coi có tức không? Cho nên là hôm nay là mình sẽ tổ chức lại cái cuộc thi này để cho bạn Dương với bạn Phúc, bạn Dương với bạn Bo đấu lại với nhau. Hôm nay thì mình không bắt cặp nữa mà là mỗi bạn một chiếc. Lần này là mình làm thuyền có động cơ nha các bạn. Lần trước thì làm vỏ chai rồi cho nên là hôm nay sẽ làm vỏ lon. Lần này phải lấy 100k cho bằng được á. Dễ ăn lắm cung. 100k là của tao. Của tao. Để cho công bằng nhất á thì mình sẽ phát cho mỗi bạn một cái động cơ. Động cơ này thì thông số và tất cả các kỹ thuật đều bằng nhau hết nha các bạn. Hai thằng mày hôm nay là không có được xào nấu gì nữa nha. Thằng này đồ xào, thằng này đồ nấu, thằng này là hai thằng mày làm cái món ăn luôn á. Hôm nay em không xào đâu, em nấu, em luộc nó luôn mà. Bây giờ thì mấy đứa chọn cái lon mà mấy đứa thích đi. Nhớ là chọn khác màu để có gì dễ tính điểm. Cái lon gì ba? Muốn lấy bao nhiêu đó lấy. Bây giờ lon đó thì muốn lấy bao nhiêu đó thì lấy. Muốn chọn bao nhiêu cái đó thì chọn màu. Em lấy hết luôn cho tụi nó khỏi chọn cho nó thua chơi. Lần trước thì mình chơi đội nhưng mà lần này thì mình chơi solo. Mỗi một bạn như vậy là một cái động cơ và một chiếc tàu, coi thử bạn nào là mấy cái là cái người sáng tạo giỏi nhất. Các bạn ơi, mình nhỏ nhưng mà mình chơi đùa. Rồi để cái đó lên khỏi chạy luôn. Cái này cái lon của mày đó hả? À có lon Pepsi, lụm lon Pepsi. Mình sẽ lụm cái lon này. Còn mình thì chọn xì tin nha các bạn. Mình lấy đạn lon, biết sao không đụng hàng với mấy anh kia được rồi. Rồi, sau một hồi chọn lựa thì bốn bạn đã lụm được những cái lon của các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ hỏi ý tưởng của từng bạn nha. Đây, bạn Bo, ý tưởng của bạn Bo làm sao? Ý tưởng của em là như vậy nè. Sao nó chạy quay kìa. À, vậy đặt motor ở đâu? Đặt motor ngay dưới đít nó. À, rồi, ok. Rồi, ý tưởng của bạn Dương. Của em là như vậy. Cố định mới kêu cái này lại. Đặt motor ở đâu? Motor ở đây. Rồi, ok. Chú cái đầu xuống. Và một thiết kế nữa. Đây, thiết kế của bạn Kiệt. Của em. Đang kêu cố định cho này lại. Làm cái các cái này làm cái mũi tàu. Rồi. Và làm chiến dịch. Để dưới đây. Động cơ gắn sẵn ở đây rồi đó phải không? Dạ. Gắn sẵn vừa cái lỗ này luôn á. Rồi, còn có con Phúc. Của em là một cái lon, một cái motor luôn. Trời, đơn giản cái gì ta. Rồi, vậy gắn gì? Rồi là chạy luôn à. Vậy là xong rồi đó hả? Dạ. Rồi, ok. Bố mày tưởng ít là chạy nhanh hả mày? Thì tao giảm bớt trọng lượng, có thể thôi. Như vậy là các bạn đều có ý tưởng hết. Rồi, bây giờ thì bắt tay vô làm việc đi. Mình có hỗ trợ cho các bạn các bộ dụng cụ đồ nghề để các bạn làm ở đây nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái đít này để làm cái mũi tàu trước nha các bạn. Mình sẽ cắt ra như thế này nha các bạn. Mấy cái này bén lắm, nếu mấy bạn có làm thì nhớ cẩn thận. Của bạn Dương đơn giản lắm các bạn. Quắn lại như thế này, cái đặt cái motor lên đây cái là chạy rồi. Đây là mình góp ý cho bạn Dương nè, cái này là điểm đặc điểm này là cái điểm của bạn Dương làm sai rồi nè. Nếu mà em làm kiểu này á, mà em không làm đầu tàu á thì một trong hai cái lỗ này nó sẽ bị vô nước nè. Em phải quay ngược nó lên hết. Phải quay ngược nó lên, một là quay theo một chiều ở trên này hoặc là quay theo chiều ở trên này thì nó quay lên trên hết. Chứ không có lỗ được đúng không? Gì? Bít lỗ lại. Em muốn bít bằng keo, vòng keo cũng được nhưng mà anh nghĩ nó không kín đâu. Thì em muốn làm sao đó em làm. Ý tưởng là của em. Hôm nay em thua một Bo thì 100 ngàn của một Bo. Mình thì mình chỉ khoét cái lỗ này thôi. Còn mình đặt cái motor vô. Cái lỗ thì có sẵn. Cái lỗ cũng có sẵn luôn. Giờ chỉ khoét cái lỗ nhỏ xíu. Cái thọt cái motor chống là cho chạy được rồi. Còn của một Bo sao rồi ông Bo? Em chấp tụi nó làm trước luôn. Cái mũi tàu mình cắt như thế này nha các bạn. Wow. Mũi tàu của anh Kiệt nè. Đó, ghê chưa. Còn bao nhiêu đang làm gì bao nhiêu? Làm cái chân dịch. À, bạn Dương đang cắt chân dịch. Còn Phúc đang lại những Phúc. Đang cắt chân dịch luôn. Rồi, đang cắt chân dịch luôn. Còn của ông Bo nãy giờ chưa làm được chân thanh gáy, chỉ biết gáy thôi, thanh gáy. Tại em đang nghiên cứu để cho cái lực nó mạnh nhất để thắng mấy đứa này được 100k. Sau một hồi làm thì các bạn cũng đã định hình xong hết rồi nè các bạn. Của ông Bo thì có cái thiết kế giống như là một cái airbox, cái dạng giống như động cơ phản lực đó các bạn. Của bạn Kiệt thì nhìn giống một con cá hay con gì á.
của ông Phúc thì không có gì để nói, của ông Phúc chỉ đơn giản là một cái chai thôi. Còn đây là của Văn Dương. Của Văn Dương bích mấy cái lỗ này lại bằng keo nến nè. Ở đây thì tụi mình sẽ lấy những cái trục mà cái căm xe đạp để làm cái trục cho cái chân vịt nó quay nha các bạn. Mà cái phần này thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn làm, tại vì đối với máy hàng điện tử thì các bạn không biết cách xài, cho nên là phần này là mình sẽ hỗ trợ bình hàng như cho các bạn. Mình đưa lấy thiết cắt chân vịt đi. Bây giờ là mình đã hỗ trợ cho các bạn, mình hàn xong một cái motor và một cái chân vịt và một cái thanh cây như thế này. Cái này là do sáng kiến của các bạn mà mình chỉ là cái người mà hỗ trợ để đính nó lại dính với nhau thôi. Các bạn chọn cái trục lắp nó dài như thế này nè, hồi nó quay nó quơ cho thấy. Yên tâm đi, của em nhanh nhất rồi. Của tao. Tao. Của tao. Bây giờ mấy đứa tìm cái thanh tre hay là cái gì đó để nẹp hai cái viên pin này lại, mắc nối tiếp nó lại với nhau. Ống này bự quá anh ha. Cái viên pin thì là cái viên pin 2A, viên pin tiểu. Ống thì ống có tầm chừng 21 là cắt ra là được rồi. Bạn kẹt lấy vào cái ống 34 như gì làm sao mà cắt. Từ đó là cái thanh trúc của ông Phúc kìa. Sao vậy? Cái này nó bấm vô cái con kìm em. Chưa ngu quá thử. Biết chưa? Đá cái này vô đây. Đá ra. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ gắp vô chạy video nha các bạn. A few moments later. Thôi, tụi mình làm xong rồi nè các bạn. Đây là bốn chiếc tàu của tụi mình. Đây là tàu Mirinda, tàu Bessie, Sì Tinh, Seven Up. Về cơ cấu thì tất cả đều như nhau hết nha các bạn. Mình làm cái này là mình nó sẽ bị quơ nè, tại vì cái trục lắp này quá trời dài luôn. Tất cả đây mọi người đều vừa sử dụng hai viên pin A này và pin mới hoàn toàn và cùng một cái động cơ, chỉ có cái đều là thiết kế khác nhau hết. Cái chiếc tàu này là chiếc tàu của Văn Phúc, do Văn Phúc hôm nay là không quay được cho nên là mình chơi luôn, có gì nếu mà mình win thì mình lấy tiền luôn. Nghe nó không có tiền vui dễ sợ, mặt cười luôn nè. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân tụi mình đến đi đua nha. Let's go. Cọ bộ cố kiệt nhanh nha. Cô không thấy là tao thấy quay mòng mòng rồi đó. Không có, cái này nó quay ngược rồi. Chúc mừng anh Thái đã về đích cuối cùng. Cô Thái là tôi thấy anh Thái tuyên bố là thua cuộc đi đó. Quay ngược. Hết sức. Vậy là thằng Phúc nó đã dự đoán được tương lai. Nên nó ở nhà. Cho nên đá ở đâu? Cổ Dương đâu? Đồ. Ghê ghê. Dương chạy úp mặt luôn, ghê ghê. Rung gọi là tao rung. Rung ra. Biết rồi. Đây. Cái tàu Dương nó sợ nước, bây giờ nó rung quá trời luôn rồi. Để đi con. Rồi thằng Kiệt thì đang cầu thằng Linh. Con ơi chạy đi, con ơi chạy đi, không chạy kìa. Trời ơi, trời ơi. Ghê. Bơi đi luôn rồi, bơi đi luôn rồi. Lưng động cơ. Giờ là chiếc quặng bo đang mạnh cho nên mấy người kia cầu thằng Dương bỏ thua á. Họ chém Dương luôn. Chém. Dù nước kìa. Ra nè. Ghê. Xuất phát. Ghê. Con trai của ta. Để nó mạnh kìa. Mà nó vô nước thôi. Con chỉ sống được nửa quãng đường thôi. Nó chạy kìa ghê. Con bò chạy được mà chạy như điên như khùng vậy, chạy tung tung chân. Quay quen má. Sành không ra. Tự ghê đi ngược theo. Em hết hỏi rồi. Nó bơi đi luôn rồi. Rồi, sao rồi? Chiếc bò đi du lịch rồi. Con phải làm sao ha? Con em phải làm sao cho nó nổi vậy? Nó tự quay lại kìa. Về chưa? Thì của em biết kêu lại chủ hả? Kìa, tránh đường nha, đi nha mày. Con ơi. Đang quay về với chủ nó kìa, mày thấy không? Mày đúng là con trai của ta. Ôi, motor bị hở rồi. Rồi chiếc Pepsi với chiếc Sì Tinh chạy quá trời luôn. Kìa tránh này. Tránh. Đẹp. Đó. Quay xe. Rồi thằng Pepsi gặp nạn rồi.
À nó cặp bến. Nó chạy vòng vòng thế, nó mới chạy chạy thẳng, nó chạy vòng vòng à. Rồi bắt lấy cái kem luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kem đua nó tay nó dính vô rồi, nó chèn vô rồi. Bây giờ anh bỏ cuộc rồi đó, chỉ còn ba ngoài đó. Bỏ cuộc thì đưa 100 ngàn ra. Hay chưa, từ từ nào quên thì cho nó. Đích đó là thằng cầu nha. Cầu à? Rồi ta coi bậy bộ là hai mẹ thua rồi. Đích đến cầu hai ba chạy vòng tròn không làm gì mà lại được thằng cầu. Thì phải ai biết đích đến là thằng cầu mà chạy thẳng thì win, còn không chạy thẳng đó. Thì đó. Trời ơi. Chiếc quần kẹt chạy như mắt của le vậy trời. Rồi được chưa? Cầu vô, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, nhanh nhanh nhanh. Dục vô lẹ lên. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Dũng ơi. Đúng rồi, trời ơi, đi đúng rồi. Sợ đúng rồi. Ông nội đó, ông quay vòng vòng rồi, nhìn cái nào kẹt kia. Bá, ông bá thắng rồi. Bá, đi luôn rồi. Yeah. Bỏ thắng rồi, bỏ thắng rồi, tao bỏ thắng rồi. Yeah, yeah, 100 tiền anh em ơi. Lấy tiền đi về bó ơi, xong rồi. Chạy nha, tôi chạy nha. Nó chạy tới ngày mốt luôn, nó chưa lại đẳng nữa nè. Đi ra, đi ra, ghê 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 ghê. Ta chết đây. Đây là một vụ đấm tàu Titanic. Rồi bắt đầu nó chìm nè, ta chết đây. Chuẩn bị. Ta chết đây. Tao làm dễ sợ. Ghê 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 ghê. Bạn rồi. Nào muốn làm mà tàu tấu hài á thì liên hệ với bạn Dương. Còn mà mấy cái tàu mà giống như là đâm đầu tự tử như Titanic á thì liên hệ anh Kẹt. Đây lượng của Dương này, các bạn nhìn chạy nè, đó. Đó, mỗi người là chạy nè, đó, chạy quá trời nhanh luôn. Tốc độ chóng mặt luôn. Đây, đây. Đây là hài nhất trong vũ trụ. Rồi rất quen luôn. Tại vì mình làm mình không có cân bằng á các bạn, mà mình làm đại á, mình rồi mình bỏ xuống nước á, mình không có thử trước á. Cho nên là bây giờ khi mà mình chỉnh lại cái tàu nó cân bằng lại nè. Quá trời nhanh luôn. Ơi ơi đi luôn rồi kìa, đi luôn kìa. Đây bây giờ nó chạy thẳng luôn rồi nè Bo. Tàu. Thấy không Bo? Đó, đó. Ngược theo. Ngược theo, ngược theo, ngược theo, ngược theo. Ngược theo. Quá nhanh, quá nhanh, quá nguy hiểm. À. Đúng luôn. Cái tàu này nó có hai cái lon kế bên đó các bạn, cho nên là nó thăng bằng được và nó chạy rất là nhanh luôn. Mà tàu này mình không có làm bánh lái luôn nha các bạn, nó chạy thẳng là thẳng tự nhiên của nó luôn á, là tại vì do bạn Bo canh chỉnh là nó thẳng đường vậy đó. Hôm bữa là tàu bạn Dương với bạn Phúc win nè. Do là chỉ là tàu không động cơ thôi. Còn hôm nay mà chế tàu có động cơ là win là bạn Bo win nha. Vô địch. Bạn Bo hôm nay lại rửa được cái mối thù xào nấu. Hôm bữa xào nấu nè. Hôm nay tụi mình tính đua. Nhưng mà đem ra ngoài nó lỗi tùm lum hết trơn. Cái thì rớt chân vịt, rồi một cái thì chạy chìm, còn một cái thì chạy giống như là cái máy rung vậy á. Duy nhất một cái tàu chạy rất là ngon lành và rất là nhanh luôn là tàu của bạn Bo. Tàu bạn Kiệt bị lỗi chút xíu các bạn ơi. Nếu mà tàu bạn Kiệt mà không bị lỗi vấn đề bị chìm do nước vô là tàu bạn Kiệt chạy rất là nhanh. Tại vì tàu bạn Kiệt chỉ có một thân thôi, nó không có cản nước nhiều. Cái tàu của bạn Dương á thì bị lỗi là do phần đít này quá nặng. Mình cố tình mình để cái láp thiệt là dài cho các bạn tự căn chỉnh. Nếu mà các bạn nào căn chỉnh không đều tự nhiên là nó cái láp nó sẽ quơ thôi, là chạy tàu để chạy không được. Và clip hôm nay thì nói chung là trao giải cho người thắng cuộc hay là phần thưởng của bạn Bo. Bây giờ cái này là của tao. Cũng mày ai nói gì đâu. Nhớ đi nghe. Nếu mà các bạn nào mà không biết làm ở nhà thì cứ làm theo cái kiểu tàu của ông Bo, đơn giản và dễ làm nhất và dễ cân bằng nhất luôn. Tại vì nó có hai cái lon kế bên để nó giữ cái tàu lại, không có bị tàu là không có bị lật đó các bạn. Như vậy thì mình cũng kết thúc clip ở đây nha các bạn. Các bạn xem video thì nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh của anh già nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, bye.